Còn riêng mà bệnh mà bị gút á, thì tôi là một người bị gút 20 năm rồi. Và ngày xưa là tôi phải dùng thuốc liên tục. Và khi bị gút á, là cái đau khổ nhất trong cuộc đời là gì mọi người biết không? Không ăn phải kiêng. Không ăn phải kiêng, rồi không được uống bia nữa. Mấy cái món ngon vật lạ mình không được hưởng gì hết đây. Mà đời này mình sinh ra để mình ăn cho sướng, để mình chết. Chứ tự nhiên là bây giờ kiêng cự hết các thứ. Từ khi mà biết cái phương pháp này rồi á, thì tôi được thưởng thức được những cái món đó mà nó không bị đau đớn. Thật ra là tôi khuyên mọi người thực hiện đúng cái phương pháp thì sẽ không bao giờ bị. Rồi thêm một cái nữa là cái người bị gút, mọi người biết là cái triệu chứng của gút đó là sưng, là không nói rồi. Nhưng mà sưng cái khớp, cái cua gút đó, thì tôi dặn mọi người á, là khi bị sưng giống như em vậy đó, không có là thì bị em bị hay bị luôn cái chân thì khoan đã, mình lấy mình về mình kiếm bình sưng lên thì lấy nước đá đó, đập nhỏ cái đá mình nhỏ nhỏ đó, mình đổ vô cái thau ha, rồi mình đổ nước, mà nước gọi là nước nước lạnh ở trong trong tủ lạnh luôn á, mình đổ vô thì nó lạnh dưới đó, thì mình rút luôn cái chân vô trong đó, tức là đúc cái chỗ sinh ấy, thì để trong đó, thì em sẽ thấy tối nay em làm vậy thì em hết sinh liền, hết sinh ngay lập tức ra lạnh đó, rồi để vô hết sinh. Mà khi hết sinh xong rồi lau chùi đàng hoàng hết rồi thì ngày mai ấy, mình mới lấy dầu dừa nè, cái dầu dừa này mình xoa lên cái chỗ đau ấy, rồi mình mới lần, tại vì hết sinh rồi đó thì nó sẽ có một cái điểm đau ở trong cái chủ sinh, thì mình đi tìm cho được cái điểm đau đó, và khi tìm được cái điểm đau đó thì mình lấy cái cục đá mà của này nè, mà mình đã để cục thiên ở ngăn lạnh, không được dùng chung trong cái này nha, mình lấy cái đó mình đặt lên đúng ngay cái điểm đau đó, mình đặt cho đến khi nào mà cái điểm đau đó bị bỏng, nó gọi là bỏng lạnh, thì khi mà bỏng lạnh thì chỗ đó hết sinh rồi, thì cái chân không còn bị đau nữa. Trong khi đó là mình vẫn kèm theo chườm gan, chườm gan là ok nè, thì cái gút ổn định ha. Rồi cộng thêm cái nữa là ăn uống cho những người bị gút. Ai đang bị gút giơ tay lên, 1, 2, 3, 4. Em mới có hiện tượng. Rồi sao em hiện tượng? Thực ra người bị gút hay là người chưa bị gút cũng cần phải tập luyện. Tại sao biết không? Vì trước sau gì mình cũng dính. Cho nên bây giờ mình tập luyện trước để mình ăn cho ngon, đồng ý không? Nhưng mà tôi muốn nói với những người bị gút trước và luôn cả cái bệnh tiểu đường của anh này, thấy không? Những người bị tiểu đường, những người bị gút là nhớ một điều là không được ăn sáng. Nhớ nha, không được ăn sáng. Bị gút luôn nha, không được ăn sáng. Nếu như mình nghiện cà phê thì mình uống cà phê, nhưng mà không được uống có được. Uống cà phê đắng thôi, đây mình nghiện nữa. Và không được ăn sáng, không được ăn bất cứ cái gì ngọt, dù là trái cây. Có nghĩa là gì? Uống nước lọc hoàn toàn. Hồi hôm ấy tôi nói với mọi người ấy, có cái anh gì ở dưới vậy đó, là tôi kêu anh nói, mọi người nói là uống sáng mà ăn sáng, không ăn sáng á là chịu không nổi, mà bây giờ sao rồi mọi người trả lời coi. Có nhịn không? Hả? Vẫn nhịn. Mà đâu có giống mặt đâu. À bình thường. Mà anh cũng thấy bình thường đúng không? Bây giờ hết sợ rồi phải không? Bởi vì là có cái chị nào mà nói là
với tôi là ăn không được, chị này phải không? Rồi, nàng ơi nàng, nàng có nhịn không? Nàng này á, là nhà là bán cửa hàng bánh kẹo nhiều quá, nó bị hấp dẫn chịu nổi. Nhưng mà đừng sợ à, vì nguyên lý của cái nhịn ăn sáng á, mà mình không có bị đói á, là tại lý do gì không? Là mình không ăn bất cứ một cái gì vô đó. Trái cây ngọt được, mình chỉ cần lấy cái tay mình nếm miếng đường thôi, nếm một cái là bắt đầu mình đói cồn cào chịu nổi liền. Nhưng mà uống nước lọc cái không bao giờ đói. Như hồi không nên lo phải không? Tôi nói đừng có lo. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái gì biết không? Là khi là mình nhịn từ 12 giờ khuya cho tới 12 giờ trưa, thì cả một cái thời gian 12 tiếng đồng hồ mình bỏ đói cơ thể. Khi mình bỏ đói cơ thể thì lập tức cái sự dự trữ chất dinh dưỡng, trong đó protein, trong đó cholesterol, mấy cái đó gan mỡ gì đó, thịt đồ, ở đạm rồi đó, nó sẽ phải mở cửa ra để nó cứu cho cơ thể đói trong vòng 12 giờ. Mà mọi người biết á, bệnh tật của mình á, cũng do những cái cơ quan đó nó dự trữ dư thừa, nó mới làm cholesterol trong máu, nó mới làm gan nhiễm mỡ, nó mới làm cho bệnh tật. Do đó khi mình nhịn đói rồi thì những cái chất dự trữ á, là bắt buộc nó phải mở cửa ra để nó nuôi lấy cái cơ thể của mình. Và khi nuôi lấy cơ thể của mình á, thì lập tức á, là cái thằng protein á, thì nó nuôi cái cơ thể mình. Còn cái thằng mỡ mà cholesterol á, mấy cái thằng mỡ mà mỡ trắng á, là nó bị, nó mở cửa ra, nó bị tiêu, bị chuyển hóa, nó biến thành mỡ nâu và giúp ích cho cơ thể mình. Do đó mặc dù mình nhịn ăn buổi sáng nhưng mà mình không có xuống cân nhiều, nhưng mà mỡ mình nó cũng không có xuống nhiều, nhưng mà nó giảm từ từ. Và cái điều kiện giảm từ từ nó xuống cân vậy đó là nó phải mất tới 3 tháng tới 6 tháng. Nhưng mà tại sao ấy mà cái cơ thể mình nhịn như vậy mà mình không sợ? Hôm tôi có nói rồi, vì có nghĩa là mình nói tao nhịn nhưng mà 12 trưa, 12 giờ trưa tao ăn. Thì khi mình có một sự hứa hẹn rồi thì cơ thể nó biết chắc bây giờ bỏ đói, nó bỏ đói nhưng tới 12 giờ trưa cũng phải có ăn rồi. Chứ thử mọi người nghĩ trong đầu đó, thôi 12 giờ trưa để ăn, chiều mới ăn được thì mọi người đói cồn cào liền. Nhưng mà nó 12 giờ trưa ăn thì nó biết rồi, nó biết chắc chắn là mình phải ăn rồi. Và mình đã định nó vậy rồi. Mà cơ thể mình nó thông minh ghê lắm, nó nghe nó hiểu. Và nhờ như vậy thì cái cơ thể mình nó điều chỉnh lại được. Nhưng mà cái quan trọng nhất của cái bệnh đó, mà béo phì rồi bị gút, rồi bị cholesterol gan trong máu, bị gan nhiễm mỡ, thì mọi người cứ thực hiện đúng như là tôi nói đi. 5 tháng sau mọi người đi xét nghiệm máu, tất cả ra là bình thường hết. Cái đó là cái quan trọng. Tất nhiên là mình kết hợp cho đá rồi. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.